Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Tư ngày 7 tháng 9 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng tập trung xây dựng mã số vùng trồng, bảo đảm nguồn gốc, chất lượng, sản phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, phục vụ xuất khẩu. Nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch canh nông, cách làm mới để giới thiệu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm địa phương. Đón Trung thu năm nay, cùng giữ gìn nét đẹp của đèn Trung thu truyền thống. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu không thành lập trường liên cấp mầm non, tiểu học. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các nước nhập khẩu nông sản của Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng đều yêu cầu cung cấp vùng trồng. Vì vậy, việc xây dựng mã số vùng trồng đang được các cấp ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng gấp rút thực hiện. Đây là việc làm rất cần thiết nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng với những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo, phục vụ xuất khẩu. Theo đó, nhằm tăng cường công tác hướng dẫn thiết lập, quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch đề nghị cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025 và giao cho đơn vị chủ trì thực hiện. Cụ thể, đối với mã số vùng trồng, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra thực tế, lấy mẫu kiểm tra thành phần sâu bệnh hại để đề nghị cấp 160 mã số vùng trồng trên 20 loại cây trồng như cà phê, sầu riêng, mắc ca, chuối xanh, bơ, lúa, thanh long, bưởi, cà chua, chôm chôm, hành tây, ớt ngọt, măng cụt, cải bắp, cam thảo, cam quýt, dâu tây, phúc bồn tử, dưa leo và nấm hương tại các huyện, thành phố của tỉnh. Trong đó, riêng năm 2022 sẽ tiến hành cấp 50 mã số vùng trồng, năm 2023 cấp 45 mã số vùng trồng, năm 2024 cấp 40 mã số và năm 2025 sẽ cấp thêm 25 mã số vùng trồng. Hiện nay trên địa bàn huyện Đức Trọng có gần 200 loại hình trang trại, giúp người dân phát huy được lợi thế so sánh, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường. Theo đó, hiện nay huyện Đức Trọng có 50 trang trại trồng trọt, 38 trang trại chăn nuôi bò sữa, 70 trang trại nuôi heo, 26 trang trại chăn nuôi gia cầm, còn lại là các trang trại nuôi bò thịt. Thời gian tới, ngành nông nghiệp địa phương tiếp tục khuyến khích nông dân phát triển thêm các trang trại, phát huy thế mạnh và giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại địa phương. Huyện Đức Trọng hiện có 50 hợp tác xã, 25 tổ hợp tác liên doanh liên kết gắn với chuỗi giá trị hoạt động hiệu quả, với trên 5.400 hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, chiếm 18,6% trên tổng số hộ sản xuất nông nghiệp trong toàn huyện. Các hình thức liên kết này giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, đầu ra nông sản ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm, mang lại thu nhập cao cho nông dân. Nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, trong những năm qua, huyện Đà Té chú trọng chuyển đổi nhiều diện tích cây trồng hiệu quả, kinh tế thấp sang trồng các loại cây ăn trái. Điều này đã mang lại thu nhập cao cho nông dân. Đến nay, huyện Đà Té có trên 2.200 hectare cây ăn trái, chủ yếu là cây sầu riêng, bưởi da xanh, cam, quýt và măng cụt, tăng trên 350 hectare so với năm 2019. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên đơn vị diện tích đạt từ 600 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 1 hectare. Để phát triển diện tích cây ăn trái một cách bền vững trong thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện Đà Té tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi một số diện tích trồng điều và vườn tạp hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây ăn trái, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến khích nông dân phát triển cây ăn trái theo hướng hữu cơ, sản phẩm sạch, an toàn. Đồng thời thành lập các chuỗi liên kết để đảm bảo đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm. Đến nay, toàn huyện Đà Té thành lập được 17 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 4 hợp tác xã cây ăn trái, giúp nông dân yên tâm đầu tư thâm canh, diện tích cây ăn trái, phát triển kinh tế bền vững. Nông nghiệp sinh thái gắn với các mô hình du lịch canh nông đã phát huy tối đa lợi thế của một địa phương, vừa có thế mạnh về nông nghiệp, vừa có thế mạnh phát triển du lịch. Mô hình nông nghiệp gắn kết này đã cho ra đời những nông sản chất lượng cao, vừa thông qua hoạt động du lịch để tiêu thụ, quảng bá sản phẩm, góp phần nâng cao hơn nữa thu nhập cho người sản xuất. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Sunfood Đà Lạt đi vào hoạt động từ năm 2017. Đến nay, đơn vị có 210 thành viên liên kết. Trên diện tích hơn 150 hectare đất sản xuất, các loại rau củ đạt sản lượng bình quân là 3.600 tấn một năm. Song song với phát triển sản phẩm, Hợp tác xã Sunfood còn phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái với những trải nghiệm thú vị tại vườn. Vì mô hình du lịch canh nông này nó có hai lợi ích. Thứ nhất là quảng bá du lịch và thứ hai là quảng bá về nông sản của vùng miền của mình. Nguồn thu nó cũng có hai lợi nhuận luôn. Lợi nhuận là mình bán được nông sản và mình được thu thêm chi phí khi khách du lịch và tham quan. Em biết tới cái mô hình này qua bạn của em thì bạn em cũng có từng lên đây và tham quan ở trên đây. Thì đến với cái mô hình này thì em được trải nghiệm làm nông dân và nhìn thấy những người nông dân người ta trồng trọt này kia nó về được nếm thử tại vườn. Những loại thực phẩm này là nó an toàn, nó không có thuốc trừ sâu quá nhiều hay là nó rất là hợp với môi trường. Thấy rõ tiềm năng của nông nghiệp sinh thái, nhiều doanh nghiệp đã liên kết với nông dân đầu tư xây dựng nhiều sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp vùng cao. Nhiều nông sản đặc trưng của Lâm Đồng như rau, hoa, trà, cà phê được đóng gói thành những combo đẹp mắt để giới thiệu đến du khách và người tiêu dùng. Ngoài ra, các sản phẩm được chế biến từ nông sản như các loại rau củ sấy, các loại mứt trái cây cũng là một đặc sản phục vụ đắc lực cho ngành du lịch. Thì Sunfood thì sản xuất ra rất là nhiều loại cái mặt hàng sản phẩm, nhưng cái tiêu chí là sản phẩm nó sạch. Thì kết hợp với đó là du lịch canh nông cho cái khách du lịch đến tham quan. Thì khi khách đến tham quan ấy, thì được tham quan những cái giống cây mới, những giống cây lạ. Bên cạnh đó thì du khách cũng được thưởng thức những cái sản phẩm tại farm. Nó đạt cái tiêu chí là sản phẩm sạch. Đầu tiên là hướng tới người nông dân. Cái thứ hai nữa là cái tiềm năng và cái lợi thế của ngành nông nghiệp Lâm Đồng. Đặc biệt trong cái quá trình phát triển đó thì phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ thì nông nghiệp sinh thái là một trong những cái hướng đi mang tính chất bền vững. Nói về nông nghiệp sinh thái thì dù triển khai theo cái giải pháp nào, cái mục tiêu hướng đến cũng là đảm bảo cái thu nhập cho người nông dân, nhưng đồng thời bên đó là đảm bảo về sức khỏe cho người nông dân, cho môi trường, cho vùng nông nghiệp ở nông thôn. Lâm Đồng hiện có 7 vùng được công nhận đạt tiêu chí vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, không chỉ sản xuất cung cấp nhu cầu tiêu dùng mà đã tạo nền tảng để phát triển du lịch sinh thái. Ngoài ra, Lâm Đồng có hơn 30 điểm du lịch nông nghiệp sản xuất theo hướng thân thiện môi trường, đạt tiêu chuẩn đưa vào phục vụ du khách. Cùng với việc tìm hiểu về quy trình kỹ thuật sản xuất, nhiều du khách đã mua nông sản về sử dụng và làm quà tặng. Bên cạnh đó, với sự hình thành và phát triển của nhiều ngành nghề nông thôn, làng nghề, các sản phẩm nông nghiệp đặc sản vùng miền vừa mang đậm tính truyền thống, vừa tạo sức cạnh tranh trên thị trường, đang mở ra hướng phát triển của du lịch sinh thái nông nghiệp ở các địa phương. Thành phố Đà Lạt là thành phố du lịch, nhưng mọi người biết đến Đà Lạt không phải là chỉ du lịch không, mọi người biết đến Đà Lạt với cái nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Và nông nghiệp công nghệ cao thì đã từng bước hỗ trợ góp phần tăng thu nhập, rồi sử dụng cái lợi thế cho cạnh tranh của các mặt hàng về nông sản. Du lịch canh nông đã là một cái hiện tượng và cũng là một cái chiều hướng phát triển cho các cái hợp tác xã cũng như là các doanh nghiệp ở trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Thì hiện nay theo cái chủ trương chung của phát triển nông nghiệp công nghệ cao cũng như là đưa tới cái phát triển nông nghiệp sinh thái. Phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch là xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao với quy mô lớn, được đầu tư hạ tầng đầy đủ. Qua đó thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị gắn với phát triển du lịch. Những khởi sắc trong sản xuất nông nghiệp của Lâm Đồng đã góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cũng như cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân. Giữ gìn nét đẹp truyền thống của đèn trung thu là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Thời sự tối nay. Sáng nay 7 tháng 9, Sở Tư pháp phối hợp với Ban nội chính tỉnh ủy đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp cho đại diện các tổ chức giám định tư pháp, các giám định viên tư pháp và các cá nhân có nhiệm vụ liên quan ở các sở ban ngành. Báo cáo viên Sở Tư pháp đã giới thiệu những nội dung cơ bản của luật giám sát tư pháp và các quy định pháp luật có liên quan, nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp và các hành vi bị nghiêm cấm, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong hoạt động giám định tư pháp, một số kỹ năng pháp lý cơ bản của người giám định tư pháp, vai trò của hoạt động giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng, tổ chức giám định tư pháp, trưng cầu giám định tư pháp, yêu cầu giám định tư pháp, quyền của người giám định tư pháp khi thực hiện giám định tư pháp, v.v. Thông qua hội nghị, đội ngũ giám định viên tư pháp được cung cấp bổ sung thêm một số kiến thức kỹ năng pháp lý quan trọng, nhất là những điểm mới của luật giám định tư pháp, từ đó vận dụng vào lĩnh vực mà mình phụ trách, nâng cao chất lượng hiệu quả nhiệm vụ được giao. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trong đó, yêu cầu lãnh đạo các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh kiểm tra, hậu kiểm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các vi phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, không để các thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm lưu hành trên thị trường, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, triển khai thanh kiểm tra liên ngành trong các đợt cao điểm, đột xuất, giải quyết các sự cố mất an toàn thực phẩm, xảy ra ngộ độc thực phẩm, kịp thời ngăn chặn không để thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm có chứa chất cấm lưu hành đến tay người tiêu dùng. Ngoài ra, cần tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc. Sở Y tế Lâm Đồng vừa chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện khắc phục một số vướng mắc trong triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân, đảm bảo có thể thực hiện chuyển đổi hoàn toàn việc sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế. Trong thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Công an thực hiện từng bước đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư, xây dựng các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo việc tra cứu thông tin về bảo hiểm y tế qua thẻ căn cước công dân gắn chip. Đến nay, người dân đã được tích hợp thông tin về bảo hiểm y tế trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để đảm bảo thời gian triển khai, Sở Y tế đề nghị các đơn vị chủ động tham khảo các loại thiết bị quét mã từ các nhà cung cấp hiện có trên thị trường, thử nghiệm đảm bảo tính tương thích và truy xuất được thông tin khi quét mã trên thẻ căn cước công dân có gắn chip, bố trí nguồn lực phù hợp với tình hình mỗi đơn vị để thực hiện trang bị thiết bị quét mã mới tại các điểm tiếp nhận, khai báo thông tin người bệnh, ưu tiên dùng thử trước khi thực hiện mua sắm, đảm bảo trước ngày 20 tháng 8 có thể thực hiện chuyển đổi hoàn toàn việc sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế trong hoạt động khám chữa bệnh tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này ở khắp các địa phương, không khí đón Tết Trung Thu đang nhộn nhịp rộn rã, phố xá rực rỡ sắc màu của đèn lồng, những ông lân, ông địa. Ngày nay để phục vụ nhu cầu vui chơi, có hàng loạt loại lồng đèn được ra đời. Tuy nhiên, để giữ nét đẹp truyền thống, vừa tránh xa các mặt hàng điện tử độc hại, thì các loại đèn truyền thống, lồng đèn giấy thân thiện với môi trường luôn được con trẻ và phụ huynh yêu thích lựa chọn. Để khôi phục nét đẹp văn hóa truyền thống làm lồng đèn vào ngày Tết Trung Thu, Trung tâm Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Thành đoàn Đà Lạt tổ chức hội thi làm lồng đèn trong đội ngũ thanh thiếu nhi của thành phố. Bằng sự khéo léo sáng tạo của mình, những chiếc đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quân được làm bằng các chất liệu truyền thống, đủ hình dáng và màu sắc như thế này khiến nhiều người thích thú. Những chiếc đèn đã tái hiện lại vẻ đẹp của văn hóa dân gian cũng như chuyển tải ý nghĩa, thông điệp và ước vọng của mỗi người. Ở trường chúng em mang đến chiếc lồng đèn mang hình dáng của một quả dâu tây. Bên ngoài cái lồng đèn của chúng em thì có được lồng ghép thêm một số hình ảnh của một số địa danh nổi tiếng ở Đà Lạt như là ga Đà Lạt, này, nhà thờ con gà, viện bảo tàng sinh học hay là dinh Bảo Đại. Với mong muốn là đưa mọi người đến với một chuyến du lịch nhỏ tham quan vùng đất lạnh. Năm nay hội thi làm lồng đèn Trung Thu thì các đơn vị đa số là đều đầu tư rất là công phu và chu đáo. Cái quan trọng nữa là tuyên truyền cho các bạn về cái ý nghĩa của Tết Trung Thu là như thế nào. Qua đó là nhằm phát huy và bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc của người Việt Nam. Nhằm phục vụ thị hiếu của người dân, nhất là trẻ em, tại các cửa hàng bán đồ chơi Trung Thu thì những chiếc lồng đèn được bày bán với đủ các loại vật liệu khác nhau, từ các loại đèn điện tử đến các loại đèn giấy truyền thống khá bắt mắt. Tuy nhiên, theo quan sát, các loại lồng đèn giấy được nhiều người ưa chuộng vì nhiều lý do. Trong đó một phần do giá thành của loại đèn này rẻ hơn nhiều so với các mặt hàng điện tử. Mặt khác, hình dáng các đèn thủ công bằng giấy cũng khá đa dạng, mẫu mã đẹp. Mà hơn hết là các bậc phụ huynh lựa chọn mặt hàng lồng đèn thủ công là mong muốn con mình hiểu rõ về nguồn gốc và văn hóa của dân tộc cũng như nét đẹp truyền thống của tục rước đèn Trung Thu. Năm nào gần Trung Thu mình cũng đi mua đèn cho con, cho cháu. Thế nhưng mà mình thấy cái đồ điện tử là nó nhấp nhoáng mà nó mệt mỏi quá. Cô nghĩ là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới mắt của các cháu. Cho nên là cô nghĩ là cái hàng truyền thống này của mình nó vừa hạp với túi tiền. Mà chơi thì nó cũng đơn giản hơn. Cho nên là cô cứ lựa cái hàng này thôi. Năm nay thì là đèn lồng thì nó mẫu mã nó cũng rất nhiều. Các cháu và phụ huynh ta vẫn mua chủ yếu là đèn giấy. Đèn giấy nó vừa trẻ, cho cháu nó thích chơi mà nó lại thực tế hơn. Tết Trung Thu là dịp gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua các đồ chơi như đèn ông sao, đèn lồng và các loại bánh nướng, bánh dẻo, múa lân sư rồng. Các hoạt động vui chơi được thực hiện đầy thiết thực và ý nghĩa qua mỗi chiếc đèn Trung Thu truyền thống đã phần nào cho thấy sự đa dạng, kế thừa những tinh hoa của Tết Trung Thu, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Những nội dung chính trong phần tin trong nước. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu không thành lập trường liên cấp mầm non, tiểu học. Bộ Tài chính vừa ban hành chỉ thị 02 yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn ổn định thị trường chứng khoán. Đặc biệt có yêu cầu về giám sát, kiểm tra hoạt động đăng ký niêm yết, thay đổi cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Đặc biệt lưu ý các công ty có hiện tượng tăng vốn nhanh, các công ty mới thành lập, doanh thu chưa tương xứng với quy mô vốn, chưa có sản phẩm, định hướng kinh doanh rõ ràng. Bên cạnh đó, cần tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm, tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp lợi dụng để qua mắt cơ quan quản lý, tiến hành lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Trong văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành, Bộ yêu cầu các trường khi thực hiện quy hoạch dồn ghép trường lớp cần ưu tiên dồn ghép các trường tiểu học có quy mô nhỏ với nhau, có thể bố trí điểm trường, có thể thành lập trường tiểu học liên xã, liên phường, không thành lập trường liên cấp mầm non, tiểu học. Đối với các trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu đảm bảo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó đặc biệt quan tâm đến khối phòng học tập, khối phụ trợ cần bố trí thành phân khu riêng biệt cho từng cấp học. Các phòng bộ môn cần được bố trí riêng biệt cho các cấp học, ngoại trừ các phòng có thể dùng chung cho một số môn học. Năm 2022, những biểu hiện của thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng đến sản xuất lúa, nhất là lúa vụ hè thu. Thực tế này đòi hỏi ngành nông nghiệp phải có phản ứng phù hợp trong việc tham mưu, chỉ đạo sản xuất trên địa bàn. Nông dân Quảng Ngãi tiến hành thu hoạch xong diện tích lúa hè thu. Điều dễ dàng nhận thấy không phải chờ đợi đến khi thu hoạch mà nhìn cánh đồng lúa hơi sẫm màu và bông lúa không trưởng hạt thì có thể biết ngay là vụ này năng suất lúa không cao. Lúa nó trổ là rất xinh, chứ không phải là không xinh, nhưng mà trổ sang đậu là nó ngơ đó. Trời ổng lùm cách xô mình nó ngơ lúa. Ở Quảng Ngãi bước vào vụ hè thu thường đối mặt với nắng nóng khô hạn nên trong chỉ đạo sản xuất, tỉnh luôn yêu cầu các địa phương phải lập ra phương án chống hạn ngay từ đầu. Đồng thời, dựa vào lịch thời vụ của ngành nông nghiệp, tại các vùng tưới bằng hồ chứa, các địa phương chủ động xuống giống sớm để né hạn. Nhưng vụ hè thu này, sự khô hạn không xảy ra nên nhiều người kỳ vọng sẽ có một mùa vụ bội thu thuận lợi. Thế nhưng thực tế xảy ra lại hoàn toàn khác. Đầu vụ hè thu thì lúa mới gieo xạ xuống là rất là xinh, rất là tốt, không có ảnh hưởng gì cái nước non cũng như là sao đài nhiều, nhưng mà do thời tiết cực đoan cho nên khoảng giữa vụ thì khoảng ngày 5 đến ngày 3 tháng 8 thì thời tiết cũng gây mưa lớn. Tại cái thời điểm thì lúa đoan trổ lòng đào cho nên là nó bị ảnh hưởng cái mưa lớn, nó làm cho cái rớt màu khi lúa đang trổ, cho nên là nó ảnh hưởng lép, cho nên năng suất nó bị mất. Thời tiết cực đoan không chỉ xảy ra trong vụ hè thu mà cả trong vụ sản xuất đông xuân 2021-2022, nhưng không gây ảnh hưởng nhiều về năng suất. Thời tiết cực đoan cộng với giá phân bón tăng cao đã làm cho năng suất vụ hè thu thấp, chỉ ước đạt 57 tạ trên 1 hecta, giảm hơn nhiều so với những vụ hè thu trước và ước giảm 2,5 tạ trên 1 hecta so với kế hoạch. Thực tế này đòi hỏi ngành nông nghiệp cần có những dự phòng, những điều chỉnh phù hợp trong kế hoạch những vụ sản xuất tới để né tránh giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra trong sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh. Nắng nóng kèm theo mưa nhiều là điều kiện thuận lợi để muỗi gây bệnh sốt xuất huyết phát triển. Do tâm lý chủ quan nhầm lẫn các triệu chứng sốt xuất huyết với triệu chứng nhiễm COVID-19, nhiều bệnh nhân đã tự chữa dẫn đến bệnh chuyển biến nặng, thậm chí đã có 4 trường hợp tử vong, ghi nhận tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân này được chỉ định nhập viện trong tình trạng rất nặng với các triệu chứng tiểu cầu hạ rất thấp, chân tay run. Trước đó, bệnh nhân đã tự điều trị ở nhà. Ở nhà thì người ta chỉ có truyền hạ sốt là 1, truyền nước là 2, với lại cho uống những mấy loại thuốc bổ đấy ạ. Trong tuần qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận trên 50 ca mắc sốt xuất huyết ở cả hai cơ sở. Nhiều trường hợp chuyển biến nặng được đưa đến ở ngày thứ tư, thứ năm của bệnh trong tình trạng nặng, suy gan, suy thận, tiểu cầu hạ thấp ở mức nguy hiểm. Trong đó 4 trường hợp đã tử vong do diễn biến quá trầm trọng và được đưa đến viện.